Dạ con chào sư. Sư cho con hỏi là ở tại Thái Lan có dòng thiền Thammakaya, phải Thammakaya pháp thân. Con không biết dòng thiền này có đúng với chánh pháp hay không thưa sư, và về sự kiện hòa thượng Thammacchario là như thế nào. Cái này sư phải tìm chứ còn gì hỏi thì sư cũng chất quốc. Còn cái vụ chùa Thammakaya, rồi 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 sư nắm cái tin tức của gì rồi. Rồi như thế này ha, thứ nhất á, là cái thiền ở Thammakaya á, là sư cũng không có theo dõi, tức là cái cách thực hành của họ thì sư không có theo dõi, cho nên là sư cũng rất là khó để bình luận. Chẳng thà quý vị nói bây giờ có phương pháp thiền được thực hành như thế này thì sư còn có thể bình luận. Tại vì sao? Bởi vì ở thế gian á, cái phương pháp thiền nó nhiều lắm, làm sao sư biết hết được. Cho nên cái chuyện sư không biết là chuyện bình thường. Nhưng mà sư có nghe nói một cái kiểu thiền là kiểu thiền Á Hô Xí, thì cái kiểu thiền đó là nó thẳng là nó là không có trong kinh tạng. Theo cái kiểu mà sư nghe người ta mô tả là buổi sáng là tôi gọi là ban phước cho thiên hạ, A Hồ Xì, ban phước cho thiên hạ, rồi rải nước, rồi các thứ đó. Giống như tôi là tôi ban phước cho chúng sanh đó. Thì xin thưa là cái kiểu tu như thế là trong kinh không có dạy. Mà trong kinh không có dạy thì sư không dám ủng hộ. Đó. Còn cái sự kiện của cái vị hòa thượng Thammacchario này đó, xin thưa là ai làm sai thì người đó chịu trách nhiệm với việc mình làm. Ai làm đúng thì họ hưởng cái phước do họ làm. Cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai làm nấy hưởng. Bây giờ quý vị có đưa cho sư những cái xì canh đan của ông sư này hay là vị thầy kia thì cũng vậy thôi. Nó rõ ràng. Nghiệp ai làm nấy hưởng à. Mà nhớ giùm sư một câu như thế này nữa nè. Mía sâu có đốt mà nhà dột có nơi. Thì tu thì cũng có người này người kia. Cái người nào á, mà mình thấy cái giới hạnh họ không ổn, cách tu tập họ có vấn đề, thì mình bỏ đi chỗ khác, mình kiếm người khác mình tu. Chứ mình không có hà cớ chi mà mình phải ở đó rồi. Nó giống như mình thấy cái chỗ nào nó bị dột, thì mình bỏ chỗ đó đi, mình kiếm cái chỗ khác không có dột mà mình ngủ. Chứ không có lý nào mà mình thấy chỗ đó nó dột rồi mà mình còn nằm ở đó, mình ráng mình nằm đó rồi mình chửi, trời cái nhà mà nó dột quá dột. Mà cái chỗ sạch mình không chịu qua mình ở. Cho nên sư chỉ tóm gọn lại sự kiện này với hai câu thôi. Thứ nhất, cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai làm nấy hưởng. Thứ hai, mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.